tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, bước sang tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Đinh Tỵ đang theo dõi chuyên mục tử vi mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý anh chị tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, về vận trình tử vi chi tiết tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tháng vượt qua bao trở ngại, chớp được thời cơ, trúng số bất ngờ, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Đinh Tỵ diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hoa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam nữ mạng. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 là tuổi con rắn, mạng phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, khắc xoa xuyến kim, con nhà xích đế, tận khổ, xương con rắn, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Khôn ngoan chính là đặc điểm tính cách nổi bật của những người tuổi Ất Tỵ, điều này được thể hiện qua cách đối nhân xử thế, tài ăn nói cực kỳ có sức thuyết phục của họ. Bên cạnh đó, họ biết cách tận dụng mọi ưu thế của bản thân để đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Trên thực tế, sự khôn khéo của người tuổi Ất Tỵ chính là thành quả sau những tháng ngày thăng trầm, càng trải qua nhiều khó khăn, họ càng tích lũy được nhiều kiến thức thực tiễn. Chính vì thế, mọi người thường coi họ là những kho kinh nghiệm sống đáng để học hỏi. Người tuổi Ất Tỵ có nhiều ham muốn tham vọng. Trong công việc họ tập trung cao độ, có chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Ất Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc, suy luận logic sáng tạo, rắn khôn ngoan và kiên nhẫn, biết cách quan sát và chờ đợi. Vậy nên người tuổi Ất Tỵ rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Nhiều người thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời. Trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Ất Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, tuổi Ất Tỵ luôn có một sự hồ nghi cảnh giác. Họ thích biểu đạt sự bất mãn bằng vẻ chống đối lạnh lùng, chứ không mỉa mai cay nghiệt hoặc cãi vã nặng lời. Người tuổi Ất Tỵ thích đánh cho kẻ địch một đòn chí mạng, rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ. Những người cầm tinh con rắn luôn độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình. Thường họ không quan tâm người khác nghĩ gì, họ có phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số nét tính cách tiêu biểu của người tuổi Ất Tỵ là gọn gàng và chính xác, có năng khiếu riêng thông minh, sâu sắc, nhanh trí giỏi giao tiếp, nhạy cảm hay ghen, chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Dù có nhiều ưu điểm nhưng tuổi Ất Tỵ cũng có một số nhược điểm như không kiên định với lập trường và mục tiêu đã đề ra, khi gặp khó khăn thì dễ chán nản bỏ cuộc giữa chừng. Mặt trái trong tính cách linh hoạt của người tuổi Ất Tỵ đó là làm việc không có nguyên tắc, điều này có thể khiến cho người khác mất đi sự tin tưởng vào tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ nhớ lâu thù dai nên họ có thể nhẫn nhịn rất lâu để chờ cơ hội báo thù. Những người nổi tiếng tuổi Ất Tỵ trên thế giới danh họa Roblox Biscaros, Tổng thống Abraham Lincoln, Tổng bí thư Tập Cận Bình. Nam mạng. Xem tử vi thấy rằng, Ất Tỵ nam mạng có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, đến hậu vận mới được thảnh thơi dễ chịu. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 85 tuổi, nếu sống hiền lương, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Nữ mạng. Cuộc đời Ất Tỵ nữ mạng vô cùng suôn sẻ thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn, cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Những người này có số hưởng thọ từ 73 tuổi đến 90 tuổi, nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều điều thiện, tích nhiều phúc đức, tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Tiếp theo là tử vi tuổi Ất Tỵ, trong tháng 10 âm lịch năm 2023, biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao, mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Tỵ, tháng 10 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 thấy rằng tháng này là khoảng thời gian không lấy gì là may mắn đối với người tuổi Ất Tỵ, thời tiết chuyển đông. Bạn gặp phải nhiều khó khăn trên các phương diện cuộc sống, từ sự nghiệp cho đến tình cảm, đòi hỏi bạn phải kiên cường chống đỡ, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Tháng này là tháng Quý Hợi,
Nhiều khó khăn do cục diện Tỵ Hợi tương xung gây khó dễ sẽ khiến người này phải sứt đầu mẻ trán để ứng phó. Có thể thấy rằng thời điểm này bạn có muốn nghỉ ngơi thư giãn cũng không được nữa. Hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy đến với mình. Ất Tỵ, bạn vốn là người có tầm nhìn xa và khả năng đánh giá phân tích vấn đề khá nhạy bén. Tuy nhiên, nhược điểm của bạn là quá kiêu ngạo, thích làm theo quan điểm cá nhân và thường xuyên gạt bỏ ý kiến của người khác. Bạn dễ gây gổ mâu thuẫn với những người có ý kiến trái ngược mình và điều này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới mối quan hệ. Một số người bị điều chuyển công tác hoặc phải tiếp xúc với môi trường mới, những nhiệm vụ mới, nếu bạn không kiên nhẫn và cẩn thận học cách làm quen, thì rất dễ cảm thấy bối rối, thậm chí đánh mất sự tin tưởng vào bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, may mắn trong tháng có Hữu Bật Cát Tinh xuất hiện sẽ giúp bạn giải quyết phần nào các khó khăn gặp phải. Con giáp này nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng, thì có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân, thậm chí chuyển bại thành thắng. Thực chất thì sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ vẫn có những bước tiến nhất định. Nhờ có Thiên Đức Cát Tinh nâng đỡ, bạn biết cách lập kế hoạch, sắp xếp công việc hợp lý, nên dù nhiệm vụ được giao có nhiều đến mấy, thì bạn vẫn có thể hoàn thành một cách khá khoa học. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, công việc khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể. Tuy nhiên, con giáp này cần phải kiên định hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì cũng phải tin tưởng bản thân, chớ nên bị lung lay bởi những quan điểm của người này người kia. Việc thường xuyên băn khoăn do dự thậm chí thay đổi kế hoạch mà mình đã xác định từ trước cũng khiến nhiệm vụ của bạn phải tốn thêm nhiều thời gian để hoàn thành hơn. Thậm chí kết quả cuối cùng chạy khỏi mục tiêu ban đầu mà bạn đã đặt ra. Con giáp này chưa xác định được điểm mạnh của bản thân nên làm việc gì cũng tự thấy không hài lòng, muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Ất Tỵ, tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023, được xác định có nhiều khó khăn vây quanh nhưng bản mệnh vẫn có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn triển vọng trong thời điểm này. Nhờ có Thiên Đức Cát Tinh nâng đỡ, bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao của mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi hơn. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những mặt hàng mới giúp phát triển quy mô làm ăn. Tuy quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể, chỉ cần Ất Tỵ, kiên trì, cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lợi lãi cho mình. Bạn chớ nên vì những điều không như ý trong công việc mà nghi ngờ bản thân, thậm chí thay đổi hướng đi mình đã đặt ra từ trước. Hãy kiên định mục tiêu của mình và cố gắng tới cùng, bạn mới mong nhận được kết quả. Nếu việc gì bạn cũng muốn bắt tay vào làm, trong khi còn chưa hiểu rõ, thì rất dễ rơi vào bế tắc, thậm chí lạc mất phương hướng ban đầu của mình. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Đọc thêm sách vở để tích lũy kiến thức, khi bạn đã thực sự vững vàng thì bắt tay vào làm cũng không muộn. Ngoài ra, do tác động của cục diện tứ hình xung, dần thân Tỵ Hợi gây trở ngại, bạn cũng cần hạn chế gây gổ tranh cãi với khách hàng, đối tác. Dù đối diện với vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý, vừa để bảo vệ hình ảnh của bản thân, vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp bạn có thêm doanh thu, lợi nhuận. Người vừa chập chững bước vào một lĩnh vực mới nào đó thì càng phải thận trọng hơn, chớ nghe theo lời rủ rê của những kẻ mình chưa hiểu rõ. Tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi thêm kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng thông tin kỹ càng. Hữu Bật Cát Tinh xuất hiện sẽ khiến tài chính của tháng này của bạn bớt đi phần nào ảm đạm nếu bạn biết cách chú ý lắng nghe, không hành sự kiêu ngạo. Những người đi trước sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý, hãy khiêm tốn lắng nghe ắt có chỗ áp dụng trong tương lai. Để tránh chi tiêu tốn kém, bạn cần nhắc nhở bản thân hài lòng với những gì mình đang có, đặc biệt không nên quá chú ý tới chuyện ăn mặc, tiêu dùng. Nhất là khi tình hình kinh tế còn chưa ổn định, bạn chớ nên mù quáng chạy theo những thứ xa hoa, hào nhoáng thậm chí đánh mất bản thân thực sự của mình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Ất Tỵ, tháng 10 âm lịch năm 2023. Về các mối quan hệ của người tuổi Ất Tỵ trong tháng này lại phát triển khá tốt, Bách Việt chợ đào hoa xuất hiện, bạn nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ với mọi người xung quanh, cho dù là trong lần đầu tiên gặp gỡ. Chính vì vậy mà tình duyên của người độc thân có dấu hiệu khởi sắc nhất định, bản mệnh biết chú ý ăn mặc, trưng diện nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người khác phái. Tháng này bạn có thể nhận được nhiều tin nhắn làm quen, hỏi thăm từ mọi người, tuy nhiên bạn chớ nên dễ dàng ngã lòng với bất cứ ai. Nếu muốn tình cảm phát triển bền vững, bạn cần cho đôi bên một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu về nhau, từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ngược lại,
Người đã lập gia đình phải chú ý tới tác động của ngũ hành xung khắc. Các mối quan hệ phức tạp thường đem tới ảnh hưởng không tốt cho mái ấm của bạn. Nhiều áp lực công việc ập xuống, khiến bạn thường xuyên thấy căng thẳng và khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà đổ đồn những cảm xúc tiêu cực ấy lên đầu đối phương. Người thân của bạn không những vô tội, mà còn là những người thân thiết gần gũi nhất với bạn. Vì thế hãy mở lòng tâm sự với mọi người, ít nhất bạn cũng có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Cục diện tương xung còn cảnh báo có đào hoa xấu xuất hiện, bạn nên dành thêm nhiều thời gian để quan tâm và đối xử dịu dàng với nửa kia hơn, đồng thời tránh xa những người có ý định làm thân. Tiếp cận với mình, nếu bạn buông thả bản thân thì rất dễ vướng phải những mối quan hệ phức tạp, vừa gây tổn thương cho người thân, vừa gây ảnh hưởng tới danh tiếng, sự nghiệp của mình. Dù được mọi người xung quanh yêu mến đến mấy, bạn cũng cần phải chú ý giữ khoảng cách thích hợp, đặc biệt là với người khác phái. Bạn chớ nên vì một phút ham vui mà vướng phải quan hệ mờ ám với người khác, khiến những người gần gũi thân thiết nhất với mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 10 âm lịch 2023. Nhiều áp lực bủa vây, căng thẳng đổ dồn, khiến người tuổi Ất Tỵ không thể cảm thấy khỏe mạnh được. Tuy nhiên may mắn là bạn cũng không phải đối diện với những nguy cơ lớn nào có liên quan tới sức khỏe. Con giáp này hãy tâm sự những điều khiến mình khó xử với những người đáng tin cậy, tin rằng mọi người xung quanh bạn ai cũng sẽ lắng nghe và có người có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Để cơ thể luôn khỏe mạnh, bạn nên nhớ có chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc hoặc vận động quá sức. Chế độ ăn uống khoa học cũng cần được quan tâm, chớ nên ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng hoặc đồ có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để tinh thần được nhẹ nhõm vui vẻ, bạn nên tăng cường trò chuyện tâm sự với người mình thực sự tin tưởng, tốt nhất là với cha mẹ hoặc nửa kia của mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn, mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình. Nếu có thời gian dành hãy ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục, thể thao cũng là cần thiết nếu bạn muốn nâng cao sức khỏe. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải. 4 tuần trong tháng 10 âm lịch, để mệnh chủ Ất Tỵ có những kế hoạch phát triển cho riêng mình. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần tuổi Ất Tỵ trong tháng 10 âm lịch 2023. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tháng 10 âm lịch tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước vào tuần đầu của tháng 10 âm lịch, tử vi cho thấy tuổi Ất Tỵ hãy cứ tự tin, thực hiện những kế hoạch của mình. Khi con giáp này vẫn có được sự hậu thuẫn từ thiên đức cát tinh che chở, giúp bản mệnh giải ách trừ hung, không lo vận hạn nào đáng ngại có thể xảy đến với mình. Đầu tuần tưởng như rất khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc. Một vài thách thức tới với bạn trong tuần này, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững. Trong chuyện tiền bạc dù có tài tinh chiếu mệnh, nhưng bạn cũng không nên chủ quan, gặp tháng tương xung thái tuế gây trở ngại, dễ hao tài tán lộc, bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc, bản mệnh cứ bình tĩnh thực hiện từng bước một. Có thể không giàu ngay được, nhưng đó lại là sự đảm bảo cho một tương lai rực rỡ, vì vậy không có gì phải nóng vội. Trên phương diện tình yêu bạn cố làm cho người ấy vui, nhưng xem ra không hiệu quả. Lúc này bản mệnh nên ở bên lắng nghe người ấy tâm sự, họ đang cần một bờ vai hơn là một gã hề hay đùa cợt vào thời điểm này. Cuộc sống của bạn trở nên vui nhộn hơn hẳn, khi bản mệnh không còn để ý tới những được mất của cuộc đời, bản mệnh biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ diễn ra trong ngày mới, tuần mới và tháng mới. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dậu, tí, tiểu nhân, hợi, dần. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Con số phát tài, 22, 44, 96. Tử vi tuần 2, tháng 10 âm lịch tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Sang tuần thứ 2, Ất Tỵ chịu tác động của đại hao, đây là một hung tinh gây hao tài, do đó điềm báo tử vi nhắc nhở bản mệnh sẽ cần giữ chặt túi tiền của mình, kẻo mất mát lúc nào không hay. Đầu tư kinh doanh mạo hiểm vào lúc này không phù hợp, cẩn thận tiền mất tật mang, vận khí không ổn định. Con giáp này làm gì cũng có nguy cơ đổ bể, hung tinh còn khiến bạn dễ mất tập trung vì mải lo chuyện bao đồng. Hoặc không thì có xu hướng xem thường người khác và tai họa bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, nếu bạn biết khiêm tốn một chút thì sẽ thoát được mỗi họa này. Những dự định mới đều cần được xem xét thận trọng vào thời điểm này, chớ nên hấp tấp vội vàng mà rước họa vào thân.
Thậm chí bạn còn có thể phải chịu trách nhiệm cho những sai sót vốn có thể tránh được ngay từ đầu. Hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình bạn nhé. Rất may là chuyện tình cảm trong tuần này tiến triển thuận lợi. Mối quan hệ đôi lứa của tuổi Ất Tỵ đang chờ đợi thời cơ để nâng lên một tầm cao mới với sự gắn kết sâu sắc hơn. Nếu tình cảm đã chín muồi, bạn đừng ngần ngại đề cập vấn đề thăng cấp cho tình yêu với nửa kia. Hãy làm những điều mình muốn ngay khi có thể. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Thìn, Mão, tiểu nhân Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn vàng, xanh. Con số phát tài 12, 64, 27. Tử vi tuần 3, tháng 10 âm lịch tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Ngay từ đầu tuần gặp hung tinh án ngữ, người tuổi Ất Tỵ được nhắc nhở nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động trước mắt. Con giáp này có thể sẽ bị chơi xấu hãm hại sau lưng hoặc vướng vào những điều tiếng thị phi không đáng có. Dù đang ở vị trí nào, bản mệnh vẫn có nguy cơ bị lật đổ khỏi vị trí mình đang đảm nhận. Sự nóng này có thể trở thành liều thuốc độc cho chính bạn khi không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định và lựa chọn sai lầm. Dù gặp khó khăn hãy cứ bước đi bằng chính đôi chân của mình, đừng vội vàng buông xuôi. Đầu tuần tài lộc không ổn định, có dấu hiệu phá tài nên cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá chán. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề còn đang tồn đọng. Đặc biệt tuần này chớ nên hành động mạo hiểm, liều lĩnh đôi khi sẽ làm bạn rỗng túi, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Rất may là gia đình hòa thuận êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui tươi. Có thể tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn hiện tại, tuy nhiên bạn nên dành thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn để tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Sửu, Dậu, tiểu nhân Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn vàng, trắng. Con số phát tài 72, 11, 68. Cuối cùng, tử vi tuần 4, trong tháng 10 âm lịch tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xem tử vi cho thấy, bước sang tuần cuối của tháng Quý Hợi, có sao Dịch Mã xuất hiện, người tuổi Ất Tỵ kiểm soát rất tốt công việc hiện tại của mình, không có nhiều biến cố hay bất ngờ xảy đến. Bạn có cơ hội được gặt hái thành công, nhưng đòi hỏi phải cực kỳ nỗ lực và chuyên tâm vào công việc hiện tại thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Nếu con giáp này đang theo nghiệp kinh doanh thì cần nắm bắt tốt các cơ hội và đầu tư một cách hợp lý mới có thể đón nhiều nguồn thu tốt. Những người làm công ăn lương, cứ chăm chỉ thì chắc chắn sẽ có thể được cấp trên tin tưởng trao cho những trọng trách lớn hơn, cũng như có cơ hội được tăng lương, thăng chức. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, nên nhanh chóng xua tan mây mù ảm đạm trước kia, lấy lại những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Những vấn đề bế tắc đều được bạn xử lý thông thuận, cũng bởi con giáp này đã bỏ ra nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu bền bỉ, thành quả này hoàn toàn thuộc về bạn. Cũng tại thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều trọng trách nữa, khả năng làm việc nhóm khá tốt và tinh thần cống hiến hết mình, cũng giúp tuổi Ất Tỵ tiến lên khá nhanh. Hãy cố gắng duy trì phong độ đỉnh cao này càng lâu càng tốt, nó sẽ giúp bạn còn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, với vấn đề tài chính bạn được nhắc nhở cần phải hết sức thận trọng, đừng cho phép bản thân mua sắm phóng tay và tự gây rắc rối cho mình. Nhất là khi hung tinh kiếp tài là điềm báo bạn sẽ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, sai một ly đi một dặm. Trong tình yêu bạn luôn là người chủ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này. Đó là lý do mối quan hệ hiện tại không có bước tiến nào rõ ràng, mà càng ngày càng nhạt nhẽo. Đừng ngần ngại khi thể hiện sự chân thành cho người ấy bạn nhé. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Thìn, Dậu, tiểu nhân Hợi, Mùi. Màu sắc may mắn trắng, đen. Con số phát tài 58, 72, 11. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cổ ngữ có nói bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu. Hành thiện tích đức trước hết là phải biết hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ được ví như phúc điền lớn nhất trên thế gian, hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của người con, đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Hiếu thuận với cha mẹ chính là hành động tích âm đức tốt nhất trên đời. Một người làm việc thiện, tích âm đức thứ ba này, sẽ đạt được bốn loại phúc báo là người đường hoàng, sung túc giàu có, tâm an vô bệnh, trường thọ an khang. Bậc làm cha mẹ nên trở thành tấm gương sáng cho con cái. Thân là con thì phải coi việc hiếu kính cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm hàng đầu. Đây chính là một trong những việc tích âm đức trực tiếp nhất mà ai cũng nên ghi nhớ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe,
hạnh phúc và bình an. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào về vận mệnh của mình, quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch xuống phía dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh miễn phí và nút chuông thông báo ngay bên cạnh để cập nhật những video hay nhất và mới nhất tới từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn.